Xin chào các bạn, hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước cách thi công sơn hiệu ứng bê tông Econano với mã màu ST4-3 kết hợp với sơn hiệu ứng Platinum mã màu P23-2. Bước 1. Tạo nền. Sau khi bề mặt được làm sạch các vết bẩn và sơn lót, bạn sử dụng bàn bả, bả phẳng một lớp sơn hiệu ứng bê tông Econano mã màu ST4-3 lên bề mặt. Bước 2. Tạo hiệu ứng. Bạn sử dụng bàn bả, phủ một lớp sơn hiệu ứng Platinum Econano mã màu P23-2 lên bề mặt. Bạn tạo vân theo chiều mong muốn. Sau khi bạn đã thỏa mãn với hiệu ứng bạn tạo ra, hãy sơn một lớp phủ clear bóng hay clear không bóng của Econano. Điều này sẽ bảo vệ cũng như tăng tính bền và chống thấm cho bề mặt. Cảm ơn bạn đã xem và chúc bạn thành công trong dự án của mình.